đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại các cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị năm mới Giáp Thìn, đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý, cùng chúc nhau như ý, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc, mọi sự đều cát lành. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động về tử vi cuộc đời tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, nhờ ăn ở hiền lương mà được thần Phật che chở, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, vận may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời ngoạn mục chỉ sau một đêm. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng, dù làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn, có người thông minh thì cũng có những người chậm hiểu. Ở đời đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, vòng xoáy của cuộc đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền, khiến cho chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Có câu nói rằng, cần cù bù thông minh. Biết đâu trong tương lai sự cần cù khiến cho ta bù đắp được sự thông minh và trở thành người thành công trong cuộc sống. Và tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cũng vậy, họ là những người chăm chỉ, chịu khó suốt thời gian qua và đến năm 2024 này, đặc biệt là 4 tháng đầu năm, sẽ là thời gian trời ban cho rất nhiều những cơ hội, vận may, nhưng kèm với đó cũng có rất nhiều những thách thức kéo tới, khiến cho bản mệnh phải thật sự tỉnh táo và nhanh nhạy. Chỉ cần nắm chắc lá số tử vi chi tiết này, thì họ sẽ nhận được những trái ngọt rực rỡ và những thành quả nhận được, cả tiền bạc lẫn cuộc sống gia đình đều được hạnh phúc thăng hoa, dù trước đây nợ nần khó khăn như thế nào không cần biết. Nhưng từ lúc này trở đi, họ sẽ trả sạch được nợ nần, tiền tài không bao giờ thiếu thốn, cả làng cả xóm phải ghen tị với sự giàu có và viên mãn của họ. Vậy, vận trình 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Quý Hợi sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết nhé! Thưa quý vị, tuổi Quý Hợi thân mến, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Xét theo ngũ hành ta có, mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024. Hai yếu tố thiên can và địa chi bình hòa với nhau, quý bình hòa với giáp, hợi bình hòa với thìn, đều là tốt. Trong con mắt của mọi người xung quanh, Quý Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng, họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai. Dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người của tuổi Quý Hợi. Vẻ bề ngoài của Quý Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản. Quý Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Quý Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng Quý Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất Quý Hợi có sự thông minh và quyết đoán, họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử mà Quý Hợi mệnh thủy có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi và được nhiều người yêu quý, tôn trọng. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy Quý Hợi luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh. Những người này giỏi kiếm tiền và có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ coi trọng danh dự, phẩm chất và chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy mỗi khi đảm nhiệm một công việc, trọng trách nào đó, tuổi Quý Hợi luôn cố gắng để hoàn thành thật tốt. Có một số người tuổi này bề ngoài lạnh lùng, trầm tư, nhưng họ lại có một trái tim giàu tình cảm. Chữ Quý mang hành thủy, chữ Hợi mang hành thủy, nạp âm là đại hải thủy, nước biển lớn. So với Quý Hợi khác hay trong 12 con giáp, thì Quý Hợi có được nhiều may mắn, thành công hơn. Đây cũng là một trong những tuổi mang mệnh cách tốt nhất. Trong năm 2024 này, Quý Hợi sẽ có cơ hội đưa ra các quyết định quan trọng. Nếu biết tính toán cặn kẽ vấn đề, gỡ rối từng bước,
thì mệnh chủ sẽ giải quyết được mọi việc, làm gì cũng cần bình tĩnh, chậm mà chắc thì sẽ đạt được kết quả tốt. Vận trình tử vi của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn đôi lúc sẽ gặp một số thử thách, điều này nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận, đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra, luôn chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng để mọi công việc của mình được hanh thông. Ở giai đoạn 4 tháng đầu năm vô cùng quan trọng của năm 2024 này, nếu muốn vận trình thêm phần hanh thông, thuận lợi hơn, thì quý bản mệnh tuổi Quý Hợi, hãy lắng nghe đôi điều nhắc mệnh dưới đây nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Tử vi năm 2024 dự báo, sự nghiệp của tuổi Quý Hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng trong 4 tháng đầu năm 2024 này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của Thiên Nguyệt, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, nhờ vậy mà đi đến đâu. Bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới, có thể quá trình khởi đầu. Bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Nếu làm ăn kinh doanh, Quý Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, Quý Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn. Con mắt tinh tế và óc phân tích sắc sảo giúp họ có cái nhìn khách quan chính xác về nhu cầu của thị trường, từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, Quý Hợi cũng có một số nhược điểm cản trở sự phát triển kinh doanh của họ. Những người này dường như không biết cách quản lý tiền bạc và chi tiêu hợp lý. Điều đó đôi lúc khiến cho Quý Hợi bị lỗ vốn trong kinh doanh. Nếu muốn công việc diễn ra thuận lợi hơn, Quý Hợi cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định điều gì đó. Hơn nữa, trong những tình huống cấp rút, bất ngờ, sự quyết đoán mới chính là yếu tố để giúp họ giải quyết vấn đề. Nếu có đam mê với kinh doanh, Quý Hợi nên thử sức với lĩnh vực buôn bán bất động sản. Cổ nhân thường nói, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. Trong cuộc sống, Quý Hợi không đợi chờ may mắn tìm đến, mà luôn chủ động tìm ra cơ hội cho chính mình. Luôn có tấm lòng biết ơn và quan tâm giúp đỡ người khác. Có như vậy bản mệnh sẽ dễ dàng gặp được quý nhân tin tưởng, giúp đỡ. Thứ hai, về tình hình tài chính. Trong năm 2024, tình hình tài chính của tuổi Quý Hợi có sự tiến triển, thu nhập vẫn ổn định như trước, đồng thời có nhiều cơ hội gia tăng thêm từ các nguồn thu khác nhau. Càng chăm chỉ nỗ lực làm việc thì mệnh chủ càng nhận được số tiền lương xứng đáng. Tuổi Quý Hợi có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc. Ở năm 2024 này, do có cục diện tam hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín của mình, nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác, mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi như thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ, có thể tiểu nhân đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn. Nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung, vì vậy khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa. Ở độ tuổi 42, tuổi Quý Hợi nên chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm để lập được quỹ dự phòng cho tương lai. Bản mệnh có thể chi tiêu cho gia đình, chăm sóc sức khỏe, đầu tư an toàn vào lĩnh vực mình hiểu biết, sẽ thu về lợi nhuận tốt. Thứ ba,
về tình cảm gia đạo. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của tuổi Quý Hợi êm ấm, hòa khí tốt đẹp, vận trình tình duyên của Quý Hợi sẽ xuất hiện nhiều điểm sáng. Bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc, vì thế hãy mở cánh cửa trái tim, đừng tự chốt bản thân trong thế giới riêng mãi. Với người độc thân, ngũ hành tương sinh giúp con giáp này có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể thông qua những buổi gặp mặt này, bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn hãy gạt bỏ những trăn trở và băn khoăn. Để có thể cho đối phương một cơ hội, thông qua quá trình trò chuyện, trái tim bạn sẽ tự đưa ra được câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ tương lai. Với những ai đã có đôi có cặp, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là chất keo gắn ghép mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Bên cạnh đó, bản mệnh hãy luôn khoan dung với người thân bên cạnh, dành thời gian trò chuyện và gắn kết để tình cảm gia đình thêm sâu sắc hơn. Đôi lúc trong gia đình không tránh khỏi những bất đồng về quan điểm, lúc này bản mệnh nên rèn luyện tu dưỡng cho mình tính cách và phẩm chất cao quý, biết lắng nghe, đưa ra lời khuyên sáng suốt cho những người thân, sẽ giúp gia đình ngày càng phát triển thịnh vượng. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Bước sang tuổi 42, đã đến lúc Quý Hợi phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, mệnh chủ không nên lao động quá sức, mà cần tập trung lên kế hoạch chăm sóc cơ thể một cách nghiêm túc, cẩn thận. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá sức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý, để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Và sau đây là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, đoán định trước vận cát hung để có hướng đi chính xác nhất. Tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Theo dự đoán về tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Quý Hợi âm lịch, thời gian này có thể thấy con giáp tuổi Quý Hợi đang được truyền nhiều nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy bạn làm việc hiệu quả hơn, bạn có thể tận dụng nó để tạo ra những bước tiến trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra bản mệnh cũng nên học cách cân bằng cuộc sống và công việc, hãy dành thêm thời gian cho gia đình và cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ lễ đầu năm một cách trọn vẹn. Thất xích nhập phương chính đông, người mệnh này có thể phải chịu sức ép hay sự cạnh tranh lớn trong môi trường làm việc, nhưng chính điều này lại tạo ra môi trường để những ai giỏi có cơ hội được tỏa sáng. Thiên ấn sẽ trợ lực cho công việc của Quý Hợi trở nên hanh thông, suôn sẻ. Đây là khoảng thời gian vui vẻ, hào hứng, nhất là những ai làm việc liên quan đến sáng tạo thì càng có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Năng lực của bạn là nguồn cảm hứng cho người khác, họ tìm đến bạn để có được sự giúp đỡ, danh tiếng của bạn tăng lên, bạn thậm chí có thể được thăng chức, tăng lương. Các mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên gắn kết hơn và bạn có thể đặt niềm tin vào một vài người đồng hành. Tuy nhiên bên cạnh đó, ảnh hưởng của tương phá khiến cho những người chăm chỉ, nhiệt tình như bạn cũng bắt đầu có cảm giác kiệt sức, cần cân đối lại thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Theo tử vi tháng 1 tuổi Quý Hợi âm lịch, tình hình tài chính của bản mệnh khá cân đối, việc mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết cũng như mừng tuổi đã ngốn của bạn một khoản kha khá. Nhìn chung tháng này chi phí nhiều hơn là nguồn thu, nhưng một khi đó là việc nằm trong kế hoạch thì không có gì phải lo lắng cả. Với những con giáp tuổi Quý Hợi đang khởi nghiệp, khi mà mọi thứ đang ở hình thức khởi động, nghĩa là bạn đang tốn kha khá tiền để đầu tư, hãy luôn có kế hoạch hỗ trợ khi cần, không nên chủ quan. Những ai đang có kế hoạch làm giàu nhanh chóng thì hãy cẩn thận, ngoài việc tính toán số tiền có thể sinh sôi, thì bạn nên cân nhắc xem việc mình làm có gây ra tác hại nào tới xã hội hay không nhé. Nếu bạn đang cân nhắc về các khoản tiền dùng để đầu tư thì cần có con số chính xác, đừng thực hiện mọi thứ một cách quá cảm tính, sẽ không mang lại kết quả nào. Tuổi Quý Hợi hãy nên lưu tâm đến sức khỏe trong tháng này, đừng sống quá thụ động, ai cũng muốn lười nhưng việc đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thì hoàn toàn là điều không nên, hãy đi bộ,
đạp xe tới phòng gym để tăng cường thể chất. Thời gian này bạn rất dễ bất cẩn, gây nguy hiểm khi lái xe, tham gia giao thông. Có người có thể trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ bệnh tật, giúp sức khỏe tốt hơn. Khi thời tiết và nhiệt độ lạnh thấp, thất thường, sẽ dễ gây ra những cơn chuột rút ở chân. Để phòng tránh hiện tượng này, cần tăng cường các thực phẩm giàu canxi. Có thể bổ sung nguồn canxi trong các thực phẩm như sữa và chế phẩm từ sữa, trong các loại ngũ cốc và các loại hạt, rau xanh như rau muống, củ cải đường và trong các loại thịt hải sản như cá, tôm, cua. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi tháng 2 tuổi Quý Hợi âm lịch, bước sang tháng mới mang tới nhiều biến động bất lợi, buộc con giáp này phải chạy đôn chạy đáo để xử lý. Kết quả ra sao thì vẫn khó có thể đoán được trước, căn cứ vào tử vi tháng, phương diện sự nghiệp của Quý Hợi trong tháng mới sẽ chỉ tác động từ nhiều cục diện tư vi bất lợi, báo hiệu khó khăn bủa vây, không có gì lạ khi bạn thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo để lo hết chuyện này đến chuyện khác. Các kế hoạch công việc có nhiều biến động, nguyệt lệnh lâm tuyệt có thể đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Rất cần thiết để phấn đấu và điều chỉnh, đôi khi vấn đề không nằm ở các tác động khách quan mà lại đến từ suy nghĩ và cách nhìn nhận chủ quan của bạn. Quý Hợi nên dành thời gian để đánh giá lại toàn bộ quá trình cũng như cách thức làm việc của mình. Bạn có thể thử phân tích xem nguyên nhân trì trệ là do đâu. Nếu tìm ra câu trả lời, tự khắc vận trình sự nghiệp sẽ thông suốt, các mối quan hệ cũng sẽ gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Cũng từ đó bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Bên cạnh đó, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu ý tưởng sáng tạo, nên có nhiều hạng mục rơi vào bế tắc, tiến trình chậm chạp. Bạn nên dành thời gian lên kế hoạch chi tiết cho công việc, sẽ hạn chế phần nào tình trạng trên, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thiên hình hung tinh, tháng này bạn cũng có thể hành xử rất ngạo mạn, coi thường người khác, điều đó khiến cho uy tín của bạn giảm sút nhiều. Người trên không tin tưởng, người dưới thì không phục, nên khắc phục nhược điểm này càng sớm càng tốt để không khúc mắc quá lớn với đồng nghiệp. Về phương diện tài lộc, tháng này Quý Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của tiểu hao gây hao tài, nên tình hình tài chính cũng có khá nhiều biến động, bản mệnh có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn, điềm báo hung tin có thể gây ra hiện tượng hao tài phá của do chính sự bất cẩn của bản thân. Chú ý cất giữ tiền bạc của mình cho cẩn thận, nguồn thu nhập chính cũng không có dấu hiệu cải thiện, chính tài và thứ tài đều không tốt, nên không thích hợp tiến hành các hoạt động đầu tư lớn, làm gì cũng cần tiến hành theo từng giai đoạn, căn cứ và kế hoạch cụ thể mới không bị sai sót. Tháng này, bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kèo tiền của có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro. Nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Hợi gây ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần cũng như phương diện tình cảm của bản mệnh. Dù đã cố gắng tiết chế cảm xúc, nhưng đôi khi vì áp lực cuộc sống, bạn lại không làm chủ được mình, nói ra những lời nặng nhẹ, khiến người khác bị tổn thương. Đó là nguyên nhân chính gây ra các cuộc mâu thuẫn, cãi vã giữa đôi bên. Mối quan hệ của các cặp đôi sẽ gặp nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều, vợ chồng cũng nảy sinh ra nhiều tranh cãi. Đôi bên tìm hiểu và trao đổi thẳng thắn để có được cách quan tâm chăm sóc đúng như đối phương mình mong muốn, như vậy cả hai sẽ cùng được thoải mái và không ai mệt mỏi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý, bạn không nên quá vội vã trong chuyện tình cảm. Bởi nhân duyên là thứ không thể ép buộc hay cưỡng cầu, thay vào đó hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân, yêu thương và chăm sóc tâm hồn chính mình, khi đó hạnh phúc sẽ tìm tới bạn. Trong tháng 2 âm lịch, vì tinh thần của Quý Hợi không thoải mái, nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng bất an, dẫn tới thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Để các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Khi cơ thể có những triệu chứng bất thường, bạn chớ nên chủ quan mà bỏ quên, nên thăm khám kịp thời để chữa trị đúng thuốc, đúng bệnh, tình trạng khó chịu sẽ sớm chấm dứt, cũng không để lại hậu quả về sau. Ngoài bản thân, bạn cũng nên quan tâm nhiều tới tình trạng sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 tuổi Quý Hợi âm lịch cho thấy, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân trong tháng này.
Sau khi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực trong suốt khoảng thời gian vừa qua, giờ chính là thời điểm để bản mệnh thu về những gì mà bản thân luôn mong đợi. Xem tử vi tháng, Quý Hợi đón không ít tin vui về sự nghiệp trong tháng mới, bỏ lại những biến động ở tháng trước. Ở thời điểm này bạn sẽ có cơ hội được khẳng định tài năng, biểu hiện xuất sắc trong công việc nhờ nỗ lực bền bỉ. Do đó con giáp này làm gì cũng có kết quả rõ ràng, con đường thăng tiến vô cùng rộng mở. Có thể nói, giờ chính là thời điểm để bản mệnh thu về những gì bản thân luôn mong đợi, được tam hợp cục nâng đỡ bằng cách đưa ra những ý kiến sáng tạo, các kế hoạch đều diễn ra trôi chảy. Sự tự tin sẽ giúp bạn thêm chủ động và xông xáo hơn trong mọi việc, sẵn sàng đương đầu với cả những thách thức, không quản ngại khó khăn, miễn là hoàn thành được mục tiêu và đảm bảo chất lượng cho công việc. Chính quan còn cho thấy, con giáp này được mọi người càng thêm tín nhiệm, điều đó giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối tác hoặc cấp trên, thúc đẩy bước tiến mới trong sự nghiệp. Một vài khúc mắc hay sai sót trong thời gian trước đó cũng dần được tháo gỡ, phần lớn là nhờ công sức của chính bạn, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự giúp sức của quý nhân. Tuy nhiên, Quý Hợi vẫn sẽ cần thận trọng kẻo bị tiểu nhân dòm ngó, ghen tị với những gì bạn đạt được. Bạch Hổ hung tinh cảnh báo, công việc của bạn đang tiến triển thuận lợi. Vì vậy mà bạn có thể bị nhiều kẻ xấu ganh ghét, đối phương tung ra những chiêu trò thị phi, hòng phá bĩnh những kế hoạch của bạn. Để bảo vệ bản thân, tốt nhất bạn làm gì cũng phải khiêm tốn, thận trọng, tránh tỏ thái độ ngạo mạn mà gặp rắc rối. Thuận lợi luôn đi kèm với khó khăn và thử thách. Đây là hai mặt của một vấn đề mà tất nhiên bạn phải đối diện. Tử vi tài lộc của Quý Hợi trong tháng cũng đón những điểm sáng nhất định. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh tranh thủ kiếm tiền, bù đắp cho những tổn thất trước đó. Nhờ có tam hợp hỗ trợ, các lĩnh vực làm ăn buôn bán có bước tiến triển khá tốt, hợp tác tốt đẹp sẽ tạo ra lợi nhuận dồi dào, bạn cũng tìm được nhiều cơ hội tăng doanh thu. Nhờ vào những mối khách hàng thân quen, vận quý nhân cũng giúp cho bạn được chỉ dẫn, tạo điều kiện để mở rộng việc làm ăn, tìm kiếm thêm thị trường tiềm năng. Nhìn chung, thời điểm này cơ hội tài lộc đến với Quý Hợi khá nhiều, hãy chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi qua khá nhanh hoặc để rơi vào tay người khác. Ở vào thời điểm vận khí đang lên, con giáp này nên tập trung làm ăn theo đường chính ngạch, tuân thủ luật pháp thì ắt sẽ gặp may, còn nếu làm ăn sai trái thì có thể vướng họa vào thân. Đừng quên tháng này có Bạch Hổ hung tinh rình rập, hung vận có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nếu bạn có suy nghĩ bất chính, đi đường ngang lối tắt, bất chấp tất cả để kiếm tiền, bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể thông qua những hoạt động đó, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình và cũng là tích phúc đức cho bản thân. Sức khỏe của Quý Hợi vốn không có gì đáng lo trong tháng mới, có thể đôi khi vẫn mắc bệnh vặt theo mùa, nhưng mức độ cũng không quá nghiêm trọng. Được tam hợp che chở, cộng thêm ý thức tự chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe, thể trạng của bạn sẽ luôn được đảm bảo ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, do có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, bạn vẫn nên đề phòng tai nạn xe cộ, té ngã khi di chuyển, điều khiển phương tiện giao thông nếu có phải đi xa. Thay đổi môi trường sống, bạn nên chủ động mang theo thuốc men, thực phẩm phù hợp để đề phòng những trường hợp không thích ứng được với môi trường mới. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng 4 tuổi Quý Hợi âm lịch, vận trình cuộc sống của bản mệnh nhìn chung thuận lợi, bạn luôn có một cách phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, nên đảm bảo được an toàn cho nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bản mệnh là người có phong cách độc đáo, thông minh lanh lợi, có khiếu hài hước, quan hệ rộng, thích giao tiếp nên càng có nhiều cơ hội phát triển mở rộng mối quan hệ bạn bè, hợp tác trong tháng mới. Trường sinh nhập mệnh nên tính cách của bạn tháng này đúng là có thể thu phục được lòng người khi mà bạn luôn nhẹ nhàng thể hiện sự thấu hiểu, lắng nghe người khác. Không chỉ dừng lại ở đó, việc này còn làm tăng thêm phúc thọ, tài lộc, con cái, có lợi ích cho sự sinh nở của bản mệnh trong tháng 4 âm lịch này. Xem tử vi tháng, bản mệnh có cả cơ hội và thách thức trong sự nghiệp, tháng này bạn sẽ không hài lòng với hiện trạng mà sẽ thử thách những lĩnh vực cao cấp hơn. Bạn sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ, công việc ban đầu của mình. May mắn là tháng này bạn hỗ trợ rất nhiều từ mọi phương diện, thế nên có thực hiện những điều gì mới mẻ cũng không ngại. Hãy tự tin tiến bước, thiên ấn mang lại nhiều lợi ích, bản mệnh tha hồ thể hiện sự sáng tạo của mình, nhất là những người tuổi Quý Hợi đang theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, hội họa. Bạn càng có cơ hội thăng hoa trong công việc của mình, thời gian này những việc khó khăn cũng hóa thành dễ dàng trong phút chốc. Ở cấp độ ý thức và cấp độ chuyên môn, bạn rất xuất sắc và có khả năng học tập tốt. Những ai làm về lĩnh vực nghiên cứu sẽ thu nhập được nhiều thông tin thú vị và có giá trị. Người làm công ăn lương tuy không tham vọng, nhưng sự chăm chỉ của bạn được ghi nhận. Có thể thấy,
Thời gian này, bản mệnh giành được sự chú ý của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp bằng nỗ lực của bản thân mình. Tử vi tháng 4 tuổi Quý Hợi âm lịch còn cho biết, tháng này Nguyệt lệnh Trường Sinh dự báo điều kiện tốt cho tiền bạc sinh sôi nảy nở. Thế nên bản mệnh đang có kế hoạch gì muốn thực hiện thì nên bắt tay hành động càng sớm càng tốt. Tháng này cũng khá lý tưởng về mặt tài chính, đầu tư dễ dàng thu được lợi nhuận, sẽ là tháng có lợi cho khía cạnh tiền bạc, cho những ai kiên nhẫn đi tìm kiếm cơ hội, không ngừng sai và sửa, rút kinh nghiệm suốt trong những tháng vừa qua. Những ai đang muốn bắt đầu kinh doanh thì có thể tập tành bằng một khoản tiền nhỏ, dù thế nào cũng không nên vội vàng bỏ số tiền lớn, cho dù bạn thuận lợi đủ đường nhé. Mặt khác, bản mệnh vẫn cần phát triển thói quen quản lý tài chính trong cuộc sống hàng ngày, kiểm soát thu nhập của mình một cách hợp lý và duy trì lượng đầu tư tương đối ổn định. Theo tử vi tháng 4 âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Hợi vẫn ở vào mức ổn định, quan trọng là bản mệnh giữ được nhịp điệu đều trong cuộc sống của mình. Có được sự bình an nên hạn chế được vấn đề thân bệnh cũng như tâm bệnh có thể xảy ra trong tháng 4 âm lịch này. Thời tiết thay đổi thất thường, bạn nên chọn những trang phục phù hợp. Đừng quên xem dự báo thời tiết trước khi rời khỏi nhà, việc tập thể thao sẽ khó khăn hơn. Bạn cũng nên điều chỉnh thời gian và mức độ sao cho hợp lý. Ngoài ra nên ưu tiên ăn đồ ấm, nóng, nhiều dinh dưỡng, giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Như vậy bệnh tật sẽ tự nhiên tránh xa. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và hướng hóa giải vận hạn xấu cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 như sau. So với tử vi năm 2023, vận trình năm 2024 không lý tưởng bằng, nhưng chưa đến nỗi quá tệ, hung cát đan sen, tốt xấu luôn song hành đòi hỏi Quý Hợi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tránh tâm lý ỷ lại hoặc lười nhác thì việc gì cũng có cách giải quyết ổn thỏa, cho ra kết quả như kỳ vọng. Trong năm nên tập trung vào công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều việc phụ hoặc đứng núi này trông núi nọ, kẻo không việc gì thành. Tiền bạc cũng đến chủ yếu từ nguồn thu chính, dẫu có thêm thu nhập ngoài luồng, cũng chỉ ở mức trung bình, hỗ trợ thêm mà thôi. Sau đây là cách hóa giải vận xui hiệu quả cho tuổi Quý Hợi. 1. Thôi lười nhác, hãy hành động, chớp cơ hội ngay khi có thể. Không phải xuyên suốt năm 2024 là những chuỗi ngày xui xẻo và áp lực, như cách suy nghĩ tiêu cực của chính bạn, vẫn có những điểm sáng bất ngờ ở mỗi chặng. Nhất là khi vận khí hanh thông do cặp cát tinh hỗ trợ, gặp đúng thiên thời địa lợi, đó chính là cơ hội tốt để Quý Hợi nhìn lại chính bản thân mình, khắc phục điểm yếu, sự lười nhác, phát huy thế mạnh, chủ động trong mọi tình huống để chấp thời cơ, làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm, thậm chí có thể lội ngược dòng thành công trong những tình huống cam go. 2. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm là việc gì, bất kể lớn nhỏ, hành sự thận trọng, chăm chỉ và có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bản mệnh gặt hái được kết quả như mong đợi, nên nhớ rằng tài lộc không tự nhiên sinh ra. Tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, cho tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. Thưa quý vị, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng vậy. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án, dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, quý vị cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định hợp tác nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, bản mệnh tuổi Quý Hợi nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc thêm phần hanh thông, thuận lợi? Tuổi Hợi và tuổi Tý. Nếu hợp tác làm ăn, Tý và Hợi sẽ có nhiều quan điểm, ý kiến trái chiều bởi những người tuổi Tý có nhiều ước mơ, hoài bão và cả những tham vọng về tiền tài, vật chất, còn Hợi sẽ luôn tìm cách thoát khỏi cuộc sống bon chen, ích kỷ, mối quan hệ này luôn khó có thể đạt được hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Hợi và tuổi Sửu. Không có gì tuyệt vời hơn nếu Hợi và Sửu hợp tác làm ăn với nhau, Hợi sẽ là người đứng đầu chịu trách nhiệm xác định hướng đi và lên kế hoạch cho công việc. Còn Sửu sẽ là những người quản lý tài chính, trợ thủ đắc lực, giúp Hợi có những bước phát triển vượt bậc, họ bù trừ những thiếu sót của nhau và cùng hướng đến sự nghiệp cao cả ở phía trước.
tuổi Hợi và tuổi Dần. Mối quan hệ của Dần và Hợi có lâu dài, tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào thái độ và cách ứng xử của hai bên. Nếu Hợi hiểu được điều đó, họ sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau hơn. Sự hợp tác làm ăn kinh doanh của Hợi và Dần sẽ nhanh chóng giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng của Dần kết hợp với óc phân tích sắc sảo của Hợi sẽ tạo nên hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Hợi và tuổi Mão. Mão và Hợi có nhiều điểm chung trong quan điểm và tính cách, điều đó giúp các mối quan hệ của họ trở nên thân mật và gắn bó hơn. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Hợi và Mão có cùng chung mục tiêu, lý tưởng, vì vậy họ sẽ dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung trong mối quan hệ của mình. Hợi sẽ giúp Mão khắc phục những thiếu sót, nhược điểm và ngược lại, Mão sẽ là nguồn động lực để Hợi vượt qua được khó khăn trong công việc. Tuổi Hợi và tuổi Thìn. Dù trên phương diện tình yêu hay tình bạn, Hợi và Thìn đều là một cặp đôi lý tưởng, hòa hợp, họ thấu hiểu sâu sắc đến cảm xúc, suy nghĩ của nhau. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, công việc của Hợi và Thìn sẽ thuận lợi, thăng tiến, đi lên như diều gặp gió. Thìn năng động và sáng tạo, sự có mặt của họ mang đến một luồng gió mới cho công việc của Hợi. Sự kết hợp của cặp đôi này sẽ đạt được hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Hợi và Tỵ sẽ dễ dàng cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn của đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Nếu trở thành đối tác làm ăn, cặp đôi này kết hợp khá ăn ý, hòa hợp, họ có chung mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, bởi vậy Tỵ luôn hiểu rõ từng đường đi nước bước của Hợi. Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ hợp tác làm ăn, hai tuổi này còn có thể gắn bó lâu dài và trở thành những người bạn tri kỷ trong cuộc đời của nhau. Tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, cặp đôi này sẽ nhanh chóng đạt được thành công nếu như cả hai tìm được một công việc thích hợp. Nếu không, Ngọ sẽ tỏ ra chán nản và nhanh chóng đổi ý. Hợi có ưu điểm là chăm chỉ, cần cù, kiên nhẫn và không bao giờ bỏ cuộc. Đó là những đức tính mà Ngọ nên học hỏi. Tuổi Hợi và tuổi Mùi. Sự kết hợp của Hợi và Mùi trên phương diện làm ăn sẽ giúp họ có những bước phát triển vượt bậc. Mùi sẽ là người đứng đầu, lập kế hoạch, vạch ra đường đi nước bước cho công việc, còn Hợi sẽ là người thực hiện những kế hoạch đó. Tuổi Hợi và tuổi Thân. Thân và Hợi cũng có thể cùng nhau hợp tác làm ăn và kinh doanh, gặt hái được nhiều thành công, tài năng và sự sáng tạo của Thân, khiến cho Hợi phải nể phục, và ngược lại, sự chăm chỉ cần cù của Hợi là điều mà tuổi Thân rất trân trọng. Tuổi Hợi và tuổi Dậu. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, mối quan hệ này sẽ tiến triển rất tốt đẹp và thuận lợi. Hợi sẽ đảm nhận vai trò một người quản lý, lãnh đạo, còn Dậu sẽ là người quản lý tiền bạc, họ có khả năng thành lập một công ty cho riêng mình. Tuổi Hợi và tuổi Tuất. Hai con giáp này đều có chung một điểm mạnh, đó là giỏi giao tiếp, ứng xử khéo léo. Bởi vậy nếu hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ ngày càng thuận lợi vững mạnh. Tuổi Tuất thông minh, cần cù và trung thực, thích hợp với sự sáng tạo, nhiệt tình của tuổi Hợi. Mối quan hệ này sẽ ngày càng trở nên gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Hợi và tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của hai người tuổi Hợi không mấy lý tưởng, mặc dù Hợi là những người chăm chỉ, cần cù và sáng tạo, nhưng họ không biết cách quản lý tiền bạc, bởi vậy họ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu lựa chọn lĩnh vực kinh doanh cùng nhau, nếu làm việc với nhau. Văn phòng của hai người tuổi Hợi sẽ được trang trí bằng những màu sắc tươi sáng, bắt mắt, điều đó sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn khi làm việc. Quý vị thân mến, có câu nói rằng, một vết sẹo có nghĩa là một nỗi đau qua đi và vết thương đã lành, nó có nghĩa là bạn đã chinh phục được nỗi đau, đã học được một bài học lớn mạnh hơn và tiến về phía trước. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của bạn như là một dấu hiệu của sức mạnh, chứ không phải là dấu vết của những nỗi đau. Chỉ cần bạn kiên trì thì mọi chuyện sẽ có thể, cuộc sống không bao giờ là dễ dàng và sẽ có rất nhiều thăng trầm, khó khăn và tổn thương trên đường đi. Nhưng bạn phải biết rằng, mọi khó khăn cuối cùng rồi cũng sẽ qua, đừng phàn nàn, đừng bỏ cuộc, hãy làm việc chăm chỉ để vượt qua nó. Và bạn sẽ mở ra những khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời mình, không có cuộc sống nào là dễ dàng cả, có những lúc chúng ta đều sẽ cảm thấy rất khó khăn. Nhưng bạn phải tin tưởng, chắc chắn rằng, những khó khăn mà bạn phải chịu đựng bây giờ sẽ trở thành con đường dưới chân bạn trong tương lai. Cuộc đời mỗi người dù ít hay nhiều, sớm hay muộn cũng sẽ phải trải qua những thời điểm khó khăn và bối rối. Nhưng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, thì cũng đừng than phiền hay kêu ca vì mệt mỏi. Nói về việc đau khổ và mệt mỏi, cũng không thể thay đổi được tất cả, chỉ có chăm chỉ và tự mình thay đổi vận mệnh. Bạn mới có một cuộc sống tốt đẹp hơn, dù nhiều hay ít cũng chỉ cần đủ, dù giàu hay nghèo cũng chỉ cần vui vẻ là được. Chúng ta luôn quan niệm rằng, tiền bạc, danh vọng và tài lộc
sẽ mang lại cho chính mình hạnh phúc đích thực. Nhưng trên con đường truy đuổi, chúng ta thường khiến bản thân kiệt quệ về thể giác lẫn tinh thần và đau khổ. Nhưng mọi người đều biết, dù có bao nhiêu tiền cũng không bằng có được một tấm lòng mãn nguyện. Bạn có thể cảm nhận được hơi thở hạnh phúc vào bất cứ lúc nào trong cuộc sống, khiến bản thân luôn vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái. Có câu nói, người biết đủ thì dẫu thân nghèo mà tâm giàu, kẻ tham thì giàu thân, nhưng nghèo tâm. Đừng quá coi trọng tiền bạc. Trong cuộc đời này, bạn có thể sống hạnh phúc như bạn muốn. Thay vì lo lắng về tiền bạc, hãy hạnh phúc. Bạn bè cần chất lượng chứ không phải số lượng. Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ gặp gỡ và quen biết rất nhiều. Có người chỉ có thể đồng hành cùng bạn một đoạn đường, nhưng có người lại đi cùng bạn đến cuối con đường. Tình bạn chân chính không cần phải cố tình duy trì, mà là mỗi người đều bận rộn với công việc của riêng mình, nhưng họ có thể gặp nhau bất cứ khi nào họ muốn. Tình bạn chân chính không cần phải cố tình làm hài lòng nhau, mà là việc mỗi người có thể là con người thật nhất của mình và vẫn ở bên nhau thoải mái. Tình bạn chân chính không cần phải giả tạo, mà là sự tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thẳng thắn và chân thành. Một người sẽ quen nhiều người trong đời, nhưng không phải ai trong số họ cũng có thể có được tình bạn sâu sắc. Khi gặp được bạn thật sự thì phải biết quý trọng, khi gặp bạn bè giả dối thì phải biết cách tránh ra kịp thời. Đối xử tốt với gia đình là phong thủy tốt nhất, Băng Tâm từng nói, một gia đình tốt đẹp là nguồn gốc của mọi hạnh phúc và sức mạnh. Có một câu nói vô cùng ấm áp, gia đình chỉ có duyên phận một lần, dù anh và em có ở bên nhau bao lâu trong cuộc đời này, thì cũng phải trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, ở kiếp sau, dù có yêu hay không thì chúng ta cũng phải trân trọng, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Trong biển người bao la, để có được may mắn nắm tay nhau và trở thành một gia đình, không phải là điều dễ dàng. Khi đối xử với người thân trong gia đình, hãy luôn có tấm lòng biết ơn và quan tâm đến họ nhiều hơn, bởi sự an toàn, sức khỏe và sự hòa thuận của gia đình bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc đời này. Chương trình đến đây là hết. Hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý vị và người thân. Cuối cùng xin kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.